Này các tỳ kheo, phần lớn các loài hữu tình có dục như thế này, có ước vọng như thế này, có nguyện vọng như thế này. Ôi, mong rằng các pháp bất khả ái, bất khả lạc, bất khả ý được tiêu diệt. Mong rằng các pháp khả ái, khả lạc, khả ý được tăng trưởng. Này các tỳ kheo, dầu cho các loài hữu tình ấy có dục như vậy, có ước vọng như vậy, có nguyện vọng như vậy, nhưng các pháp bất khả ái, bất khả lạc, bất khả ý được tăng trưởng. Các pháp khả lạc, khả ái, khả ý bị tiêu diệt. Ở đây này các tỳ kheo, các người có biết nguyên nhân vì sao không? Có các kẻ vô văn phàm phu không đi đến bậc thánh, không thuần thuộc pháp bậc thánh, không tu tập các pháp bậc thánh, không đi đến các bậc chân nhân, không thuần thuộc pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, không biết rõ các pháp nên phục vụ, không biết rõ các pháp không nên phục vụ, không biết rõ các pháp nên thân cận, không biết rõ các pháp không nên thân cận. Đà. Nghe có vẻ là không có nắm ý chính được đúng không ạ? Nhưng mà nếu mình để ý mà mình quen cái cách hành văn rồi á, thì mình sẽ biết được cái ý chính ở chỗ nào và nó có một cái đặc điểm gọi là điểm mạnh, đó là mình sẽ dễ thuộc hơn, mình nhớ lâu hơn. Ngày xưa chủ yếu quý thầy là trùng tuyên. Trùng tuyên lại là dạy của Đức Phật, cho nên là lặp đi lặp lại nó cũng làm cho mình dễ nhớ đúng không? Vì biết rõ các pháp nên phục vụ, không biết rõ các pháp không nên phục vụ, không biết rõ các pháp nên thân cận, không biết rõ các pháp không nên thân cận, vị này phục vụ các pháp không nên phục vụ, vị này phục vụ các pháp không nên phục vụ, thân cận các pháp không nên thân cận, không thân cận các pháp nên không nên thân cận, vị này vì phục vụ các pháp không nên phục vụ, không phục vụ các pháp nên phục vụ, vì thân cận các pháp không nên thân cận, không thân cận các pháp nên thân cận, cho nên các pháp bất khả ái, bất khả lạc, bất khả ý tăng trưởng, các pháp khả ái, khả lạc, khả ý bị tiêu diệt. Thì bản kinh ngắn nhưng mà lặp đi lặp lại chúng ta khó hiểu, thì đối với những vị nào mà chưa quen đọc cái bản gốc Đại Tạng, ý là bản dịch rồi đó, mà mình còn chưa nắm được, thì sư cô cũng giới thiệu trong cái giờ học trước, đó là chúng ta học kèm với lại cái bản này, đó là Phát Yếu Kinh Trung Bộ của Ni Sư Trí Hải. Sư bà đã dày công dịch chú giải tóm tắt, tức là đối với một cái bài kinh đó sư bà lược ra cái ý chính của mình, xong rồi sư bà giảng giải cái nội dung chính của cái bài kinh đó, rồi có những cái pháp số hay là những cái thuật ngữ Phật học ở trong đó sư bà cũng giảng giải cho mình, và phần cuối đó là sư bà phổ thành thơ, thành kệ, giống như là bài kinh Pháp Cú khổ thơ thi kệ năm chữ đó, thì cho mình dễ thuộc. Thì đây là cái đóng góp cực kỳ lớn. Dĩ nhiên chúng ta đọc để tham khảo, chứ không phải là đọc những cái bản này rồi mình không chịu đọc vào kinh gốc, gọi là tài liệu nghiên cứu cấp 1 thì mình vẫn phải đọc. Nhưng mà đối với những vị mà mới bắt đầu tập nghiên cứu Phật học thì mình có thêm một cái quyển này bên cạnh mình ha. Đây đã có cái bản PDF rồi, sư cô gửi nhiều lần vào trong Zalo đạo tràng, trên Facebook cũng như là trong cái nhóm Zoom mình học trực tiếp hàng tuần đó. Quý vị có thể đọc bản PDF tham khảo, còn quý vị nào muốn thỉnh sách thì cũng thỉnh, đây là tập 1 thôi nha quý vị. Đó là cái này là theo cái bản in kinh Trung Bộ cũ thì mình sẽ có 3 tập. Tập 1, tập 2, tập 3. Còn cái bản mà kinh Đại Tạng mà hôm trước cô giới thiệu là bây giờ là dồn lại đóng thành hai quyển thôi. Thì các cái thứ tự cũng như vậy, các thứ tự bài kinh không có thay đổi. Cho mình đọc cái này mình sẽ dễ hiểu hơn. Vậy trong này thì sư bà tóm tắt cho mình rất là ngắn gọn. Nãy giờ cái lời Phật dạy dài đó, lặp đi lặp lại đó. Nhưng mà nội dung chính là gì? Tức là nội dung chính là mình cũng nắm được sơ sơ đúng không? Rồi chúng sinh phàm phu như mình thì chúng hữu tình nào đều có cái mong muốn là bớt khổ được vui, tức là vui thì mình thích được vui thêm, nhưng mà khổ thì mình muốn bớt đi đúng không? Có phải quý vị đến chùa tụng kinh tu tập làm phước bố thí cúng dường, làm thiện làm lành với mục đích chi? Để mình cố gắng để mình cho cuộc đời mình nó bớt khổ, phải không ạ? Đó thì cái mong muốn của mình là vậy, tức là bớt khổ được thêm vui, nhưng mà có được không? Dạ không. Cô đã giảng rất nhiều lần lặp đi lặp lại trong các cái chuỗi bài Phật học phổ thông căn bản như là Nhẫn Nhục Ba La Mật, thì chúng ta thấy là thường cái cõi này nó có những điều bất như ý của mình hơn là những điều như ý. Tức là mình thì thích vui bớt khổ, nhưng mà thường thì mình lại gặp khổ mà lại ít vui, phải không? Quý vị nhìn lại cuộc đời mình mấy chục năm sống tới bây giờ, người trẻ cũng như người già, đa phần là những cái mà mình hạnh phúc vui vẻ thì nó ít, còn những cái mà mình bất như ý thì nó nhiều hơn, đúng không ạ?
Còn những vị mà may mắn, có phước hơn, có nhiều cái thuận duyên hơn, tuy vậy cũng không có nghĩa là mọi thứ hoàn toàn như ý của họ. Cái cõi này căn bản là mình sinh, Đức Phật nói có 8 cái khổ mà nhân sinh không có ai mà không trải qua. Đó là sinh lão bệnh tử, thì chắc chắn là không ai thoát được 4 cái món này rồi. Hiếm lắm mới có vị không có bệnh hoạn từ lúc sanh ra cho tới khi qua đời. Chúng ta nhớ cái thời Phật còn tại thế, có vị tôn giả 120 tuổi là tôn giả Bạc Câu La đó. Tôn giả này là không có bệnh một chút nào. Suốt cuộc đời tôn giả không bao giờ biết đến cái bệnh luôn. Vì cái phước đức sâu dày, tôn giả làm nhiều điều thiện lành từ nhiều kiếp trước, và tôn giả hồi hướng cho cái phước sức khỏe của mình. Nhưng đặc biệt cái tôn giả này là không có bệnh đâu, cho tới khi mà thọ mạng hết thôi. Nhưng mà được mấy người như vậy đâu, đúng không ạ? Đa phần á, chúng ta không ít thì nhiều, có bệnh trên thân, có bệnh trên tâm, nhiều lắm. Bệnh nhẹ nhẹ thì đau đầu, nhức răng, sổ mũi, cảm sốt. Còn mà bệnh nặng thì ung thư các kiểu, rồi có nhiều cái bệnh cũng rất là tốn tiền, tốn bạc và cũng khổ sở, đúng không? Cho nên là Đức Phật nói là nguyên nhân vì sao mà mình cầu mong như vậy mà mình lại gặp nhiều cái bất như ý hơn là cái mong muốn. Thì Đức Phật dạy là nguyên nhân sao? Do phàm phu không có chịu gì, không tu học thánh pháp. Không hồi nãy Đức Phật nói đó, cái chuyện mà nên thân cận, nên phục vụ thì không thân cận phục vụ, mà cái chuyện không nên thân cận, không nên phục vụ lại thân cận phục vụ, và cho đó là đáng làm. Cái này là nói cái diễn giải khác của cái gì ạ? Tà kiến đó. Tà không phải là tà ma ngoại đạo, không phải tà là cái gì ghê ghê, tà là lệch á, chánh là đi thẳng, tà là lệch qua, tức là mình có cái thấy biết, cái nhìn nhận không có được đúng đắn. Mình có cái nhìn nhận không có được đúng đắn, cho nên cái này đáng làm mình cho là không đáng làm. Cái này nên làm mình cho là không nên làm. Như ở đây cô nói, quý Phật tử đến chùa cũng vậy. Có nhiều vị đến chùa nhiệt tình lắm, nhiệt tình lắm, nhưng mà nhiệt tình không có đúng chỗ. Tức là không có thấy là cái việc gì cần làm. Ví mà mình nghĩ là mình sẽ làm cái việc đó là việc đúng, nhưng mà thật ra vào cái giai đoạn đó, cái thời điểm đó, việc đó nó chưa đúng. Chẳng hạn vậy, ở đây mấy em phụng sự viên với cô cũng vậy, rất là thương nhau, rất là vì đại cuộc. Không phải vì cô nữa, mà là vì đại cuộc. Ai cũng đến chùa là vì đại cuộc, vì vun bồi nhân duyên phước báo riêng cho mình. Nhưng mà ngay cả cái sự nhiệt tình của các em, nhiều khi các em cũng lúng túng trong cái việc mà nhận định là cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Dẫn đến sao ạ? Bị sai sót trong công việc, bị sơ suất, thậm chí là bị va vấp, bị đau ốm này nọ luôn, là do mình nhiệt tình thái quá, mình thức đêm thức hôm, mình không có điều tiết được trong cái hành vi của mình. Ví dụ cô nói là tối đến chùa cũng vậy, việc nhiều cỡ nào cũng vậy, mình ráng mình ngủ sớm nha, rồi sáng dậy sớm để công phu ngồi thiền cho nó tỉnh táo. Thật ra mình ngủ sớm một tí, nhưng mình dậy sớm một tí thì cái thời gian mình phụng sự và công quả nó vẫn như vậy. Nhưng mà bởi vì sao? Mình quen cái kiểu mà thức khuya rồi, thôi thà con thức xuyên đêm con làm vậy chứ sáng sớm con dậy là con lờ mờ, vậy không nói. Vậy thì sao? Cái mà cần làm thì mình không làm, cái không cần làm thì mình làm. Hoặc là rất là nhiều chuyện mình, Đức Phật dạy là không tu học thánh pháp nè. Cô nói đến chùa cũng phải ráng dành thời gian để nghe pháp tụng kinh. Ví dụ hôm nay là lễ lớn Tết nhất, mình phải lo bánh trái cúng kiến này nọ, thì đi nhân duyên hoàn cảnh đó, giờ đó giờ học pháp mình không có lên được, giờ công phu đại chúng mình không lên được, tức là mình vì cái hạnh phục vụ của mình mà mình không lên được. Thì sao? Mình biết vậy thì ví dụ tuần sau không có khóa tu ở đây thì mình phải tranh thủ vào nghe lại pháp thoại, mình tranh thủ giữ gìn cái thời khóa công phu ở tại nhà mình cho nó hợp lý, đúng không? Chứ không phải là mình chỉ có phục vụ không rồi mình không có tu tập. Đó là Đức Phật nói là mình không tu học thánh pháp nè. Rồi chuyên làm những việc không đáng làm và né tránh những việc đáng làm. Né tránh cái việc đáng làm là việc gì? Việc giữ giới nè, việc công phu nè, việc chánh niệm tỉnh giác nè, mình né. Cô biểu ngồi thiền thì thôi con không có quen, con ngồi không có được, hỏi con ngồi là con buồn ngủ, con nghĩ lung tung hả cô? Chính vì nghĩ lung tung nên mình lại càng phải tập ngồi. Ở đây cô không có làm khó quý Phật tử là bắt ngồi một tiếng hay nửa tiếng hay là một tiếng rưỡi trong giống các cái trung tâm thiền viện. Nhưng mà cô khuyến khích tối thiểu một ngày 10 đến 15 phút cũng phải có cái thời gian ngồi im, hít thở chánh niệm, đúng không? Vậy đâu có gì là quá đáng, phải không ạ? Quý vị tu pháp môn niệm Phật cũng được, sám hối cũng được, trì chú cũng được. Nhưng mà 10 đến 15 phút đầu ngày hay cuối ngày mình hít thở tỉnh giác, mình tập sống với cái hơi thở của chính mình, mình tập quay lại nhìn mình, thì cái thời gian đó nó quý báu vô cùng. Mà nó cũng không có gì là gọi là tạp tu hay là quá sức quý vị cả, đúng không ạ? Ngồi 10-15 phút nó rất là dễ dàng. Mà chính vì cái 10-15 phút đó là tạo cái nhân duyên để chi? Để mình có thể ngồi được nửa tiếng, để mình có thể ngồi được một tiếng. Ngay cả sư cô nhỏ, sư cô rời xa vòng tay của sư phụ, sư bà, huynh đệ qua đây, có một mình cô. Những ngày đầu thành lập đạo tràng cho tới bây giờ, đi qua không biết bao nhiêu là sai lầm
sai lầm, sai sót, bất an, sợ hãi, rồi không khéo léo trong ứng xử, rồi những cái không hiểu nhau dẫn đến hiểu lầm nhau nhiều, vô cùng nhiều. Thậm chí mỗi đêm về, mỗi khóa tu về, cô đều tự nhìn lại mình và cũng tự trách mình rất là nhiều. Tại sao mình lại nói cái lời đó? Mình nói cái lời đó tuy nó đúng thật, nhưng đối với những Phật tử mà mới lần đầu đến chùa thì họ sẽ cảm giác là khó chịu, hoặc họ chưa có tiếp nhận được, rồi họ sẽ phiền não đó. Hoặc là cô la phụng sự viên xong rồi cô cũng nghĩ lại là mấy em nó có sơ suất thì mấy em nó mới cần mình tiếp tục để mà hướng dẫn, mà mình la nhiều lần như vậy sợ các em nó thối chí luôn rồi nó không đến chùa sao. Tức là mỗi lần về cô cũng đều trách mình lại rất là nhiều. Tức là mình luôn phải nhận định trong cái chánh niệm rằng để cho mình sửa đổi cải thiện hàng ngày. Đó là cái mà cô nói là mình dành cái thời gian để cho mình lắng lại những cái lao xao đó, những cái sai lầm đó, những cái bất an đó. Mà cho tới bây giờ đi, mấy năm qua đi rồi, bao nhiêu trải nghiệm rồi, bao nhiêu kinh nghiệm rồi, vậy đó mà có sai lầm tiếp không quý vị? Vẫn tiếp tục, tại vì mình phàm phu mà. Mỗi một cái giai đoạn phát triển nó sẽ có những cái vấn đề phát sinh. Cái hồi mình mới thành lập đạo tràng nó sẽ có những cái vấn đề như này. Tới hồi mà đạo tràng thành lập đi vào hoạt động nề nếp rồi thì nó sẽ cũng phát sinh cái khác à. À, rồi bây giờ mình nói là tại vì mình không có chùa, mình đi mượn chùa cho nên có những cái khó khăn vấn đề đó. Vậy chứ thật ra mình có chùa, mình về nhà, mình về chùa, mình tổ chức khóa tu, nó sẽ nảy sinh cái vấn đề khác, đúng không quý vị? À, cho nên là quý vị cũng vậy. Ví dụ ở trong nhà mình thì mình sẽ có vấn đề này. Con mình nó nhỏ thì mình lo theo cái kiểu nhỏ, không biết nó ăn sao, nó ngủ sao, nó đi học mẫu giáo làm sao. Rồi tới hồi nó lớn lên, nó học tiểu học, mà cái giai đoạn mà nó bắt đầu mà quen bạn quen bè, rồi bắt đầu tiếp xúc với lại iPad, iPhone rồi internet rồi để học online, rồi bắt đầu mình có thêm một cái nỗi lo mới, đúng không? Rồi con mình nó qua cái giai đoạn dậy thì, rồi nó bắt đầu lớn lớn lên, rồi bắt đầu là mình sợ không? Sợ con không biết là có chọn được đúng ngành, đúng nghề không? Có giao du kết bạn hợp lý không? 16 tuổi, 18 tuổi ở đây là nó có quyền, nó đi đêm, nó có thể mua rượu, thuốc lá, hút thuốc rồi, 18 tuổi trở lên rồi. Và mình nói nó có nghe hay không? Nó có quyền sống ly khai độc lập với mình nữa, vậy thì mình làm sao, phải không ạ? Rồi cái hai cái nền văn hóa mâu thuẫn trong các gia đình đa văn hóa nữa, thì tức là rồi tới hồi con mình vào đại học qua cái giai đoạn đó rồi thì mình bắt đầu lo tiếp không? Mình lo không biết dựng vợ gả chồng sao. Rồi tới hồi mà nó có chồng có con ngon lành rồi, nó có công ăn chuyện làm rồi, bắt đầu mình lo tới cháu đó. Cái kiểu là cái vấn đề nó sẽ luôn luôn xảy ra như vậy. Và cho nên là không bao giờ mình thấy là mình đã giỏi đủ, hay là mình đã biết đủ, hoặc là mình rất là biết tất cả mọi thứ thì là mình không có sửa đổi được. Cô nói đó, ngay cả cái hồi đầu mới làm thì nó cũng có cái sơ suất, sau rồi mình phát hiện ra những cái sơ suất đó mình sửa đổi, nhưng mà giờ nó có sơ suất khác không? Có chứ, nó lại cái hình thức khác. Cho nên Đức Phật nói phàm phu mình là vậy đó, tức là mình không có nhận được đúng đắn, cho nên mình làm cho các cái khổ pháp tăng trưởng. Đây là nguyên cái cụm từ trong kinh, khổ pháp tăng trưởng. Pháp là, nếu pháp mà không viết hoa là cái pháp bảo, cái pháp mà dùng cho pháp Phật Đa Ma đó, thì cái chữ pháp bình thường là chỉ cho vạn vật vũ trụ. Thì cái pháp, có pháp uẩn giống như là đất nước cỏ cây, hay cái bàn, cái laptop này, cái bình bông này, cái đó đều là một pháp hết. Hoặc là chúng sanh hữu tình cũng là một pháp vậy đó. Thì tất cả các pháp khổ đó còn là cái cảm thọ của mình đó nè, cảm thọ khổ mình nó tăng trưởng thôi. Nếu như mà mình không có một cái chánh kiến mình nhìn nhận thì cái khổ tăng trưởng thôi. Tuần trước cũng vậy, tuần trước đạo tràng về, quý vị biết tổ chức cái khóa tu mà đi mượn chùa thiên hạ như vậy, mà ở đây ai cũng đi làm 7 ngày trong tuần, chỉ có chủ nhật mà ráng tranh thủ đến chùa thôi, mà bao nhiêu cái khối lượng công việc cần làm như vậy thì chắc chắn là phải có sơ suất, phải có ồn ào, đúng không ạ? Những người mà quen thuần thành với chùa thì không nói, những người lâu lâu về là sẽ có cái gọi là cái chưa có quen với cái nếp sống thiền môn thì sẽ có những cái mà lệch lạc. Mà khi sư cô hướng dẫn đạo tràng thì chỉ ra cái này là sai nè, quý vị bữa sau là không có nên ồn như vậy, không có được hút thuốc ở trong chùa như vậy, khói thuốc nó bay lên khắp nơi là sư ông không hoan hỷ như vậy, vân vân và vân vân. Thì những vị hoan hỷ chấp nhận thì sao? Dạ thì con sửa bình thường thôi. Nhưng những vị không hoan hỷ thì như thế nào? Dỗi liền, không đến chùa nữa. Là đó, cái kiểu đó là sao? Mình không thân cận cái đáng thân cận, mà khi mà vừa chạm vào cái bản ngã mình một cái thì mình sao? Mình tự cho mình là tàm quý, tức là biết xấu hổ, mắc cỡ quá, bị la như vậy là bị tổn thương cái ngã, rồi mình không đến chùa. Nhưng thật ra tu tập là để chuyển hóa, mình thấy cái người chỉ lỗi cho mình thì mình phải cảm ơn hơn. Ngài Đức Khổng Tử, Ngài nói một câu rất là hay đó, cái người mà tán dương được cái tốt của mình đó, cái người đó đó là bạn mình. Nhưng cái người mà chỉ ra được cái lỗi sai cho mình, người đó là thầy mình.
À, còn người mà thấy cái sai của mình mà khen á, người đó là kẻ thù của mình. Đức Khổng Tử dạy rất rõ. Chúng ta thấy không, thật sự á, mình mà được cái bậc thiện tri thức chỉ lỗi, bữa học kinh Pháp Cú cô nói rồi đó, thiện tri thức mà chỉ lỗi thì như chỉ chỗ chôn vàng. Đó là mình cải thiện được mình hơn mà. Nhưng mà khi mình được người ta chỉ lỗi, khi mình được người ta hướng dẫn cái tốt đẹp để tu tập theo cái thánh hạnh, để cái gì nên bỏ thì bỏ, cái gì nên làm thì làm, thì mình không có nghe. Vì cái phàm phu tính của mình nó quen, nó lôi dẫn mình theo tập khí, cho nên cái gì ngược với cái ngã và ngã sở của mình, cái mình cho là đúng, cái mình cho như vậy là đúng nè, là mình sẽ phản ứng liền. Mà cái phản ứng này nó làm sao cho mình, nó làm mình mất cái chánh tinh tấn để mà mình nỗ lực sửa đổi, dẫn đến sao ạ, mình không có cái chánh chánh nghiệp, tức là cái hành động đúng đắn được. Hành động mình lệch liền, mình sẽ xa rời nơi chùa tháp, mình xa rời nơi các cái bạn đạo của mình, à mình lại tiếp tục thân cận những cái nơi mà mang đến cho mình cái gì vừa lòng thích chí, vừa lòng thỏa ý. Người ta khen mình bận quần áo đẹp nè, người ta khen là chị biết xài đồ hiệu ha, à chị biết chỗ này ăn ngon, chị sành điệu ha, vân vân và vân vân. Nhưng mà cái đó nó là những cái mà giúp cho mình sao ạ, hưởng thụ dục lạc và trôi lăn trong vòng luân hồi, chứ nó không giúp mình hướng thượng, không giúp mình đi lên, không giúp mình đi ra luôn. Đi lên là đã quý rồi, nghĩa là đi lên tức là làm nâng cao cái phẩm chất đạo đức giá trị của mình, đi lên là quý rồi, mà đi ra mới là cần thiết. Đi ra là ra đâu ạ? Ra khỏi cái ba cõi nè, ra khỏi cái nhà phiền não nè, ra khỏi cái dục giới này nè, tức là mình làm chủ được sanh tử luân hồi nè. Mình tu theo đạo Phật là phải giác ngộ giải thoát, đúng không? Cái đó gọi là đi ra đó, ra khỏi cái luân hồi này, ra khỏi cái phiền não này. Mà mình đi lên chưa được, mà mình muốn còn đi ra tới khi nào mới ra được, đúng không quý vị? Mà mình cứ cái gì mà ngược nghịch với mình là mình phản ứng lại ngay, để cho mình phải quen với những cái mà nó tập khí với mình thì nó rất là thiệt thòi. Cho nên Đức Phật nói đó, khổ pháp thì tăng trưởng mà lạc pháp thì giảm. À, cái lạc, cái vui trong nhà Phật á, mình dùng cái chữ lạc rất là nhiều. Cái lạc pháp này á, là cái thoải mái, cái an tịnh, cái tịch tịnh, cái niềm vui mà không phải ai mang đến cho mình, mà là trong cái công phu tu tập của mình cảm nhận được. Mình tụng một bài kinh, tự nhiên ngày hôm đó mình cảm nhận được sâu sắc cái lời kinh, mình xúc động. Hoặc là sáng sớm lại sám hối, mình lại sám hối đến cái hồng danh của Đức Phật đó. Mình sao mình thấy cái công hạnh của Ngài hoan hỷ quá, cái oai đức của Ngài cao vời quá, mình xúc động. Hoặc là mình lạy Phật, mình lạy những cái câu mà sám hối chuyển hóa 108 lạy, như trong đạo tràng cô thượng hay cho quý vị lạy để sau chuỗi hạt đó. Chờ con xin tôn trọng, tôn kính muôn loài. À, con quay về nhìn lại, phải chăng à, vì cái lòng tham mà dẫn đến những cái chấp mắc sân hận trong con, vân vân. Khi mình đọc lại những cái câu sám hối chuyển hóa đó, mình thấy mình mở ra, à thì cái này là cái lạc pháp của mình đó. Nó tăng trưởng, gọi là niềm vui trong trong cái tu tập ha. Sau khi mà Đức Phật nói cái phần nội dung chính yếu là vì sao mà chúng sinh cầu mà không được, muốn vui mà lại hay khổ, đó là do sao? Chúng ta không chịu học thánh pháp, chúng ta không thân cận những người đáng thân cận, không làm những việc đáng làm, cho nên khổ pháp thì tăng trưởng mà lạc pháp đó thì lại sao, lại giảm thiểu. Vậy ở đây Đức Phật nêu thêm một cái là có bốn pháp hành. Bốn pháp hành tức là sao? Hiện tại khổ, tương lai cũng khổ. Cái thứ hai là gì? Hiện tại vui nhưng mà tương lai lại khổ. Cái thứ ba là hiện tại thì khổ nhưng mà tương lai thì vui. Cái thứ tư là hiện tại vui và tương lai cũng vui. Ở đây nó giống như cái bài kinh hôm trước sư cô giảng á, là từ sáng đi về nơi sáng, từ tối đi vào nơi sáng, từ sáng đi vào nơi tối và từ tối mà đi vào nơi tối luôn. À, nó giống giống như vậy, quý vị nghe rõ không ạ? Ở trong nhà Phật thường hay có bốn cái ví dụ kiểu như vậy nè. Có bốn cái ví dụ đi cặp với nhau như vậy. Bây giờ cô nói cái đầu tiên, hiện tại khổ và tương lai cũng khổ là sao? Trong trường hợp này, tức là cái người hiện tại này làm 10 cái nghiệp ác, làm 10 cái nghiệp ác, đã đang làm nghiệp ác rồi, mà trong cái tâm trạng gì? Trong tâm trạng rất là đau khổ. Chứ ta thấy có những người sống rất là khổ đúng không? Ở đây cô thỉnh thoảng gặp những cái chị Phật tử mà thường không biết làm sao mà giúp họ luôn, tại vì cô cũng không có đủ đủ nhân duyên và đạo lực để độ hết được. Đến mà cái mặt mà đen, cái ấn đường, cái thần sắc nó đen thùi thui vậy đó, tức là mà tư duy thì tà kiến, có những cái rối loạn trong tâm lý nữa đó quý vị, rồi trên thân là bệnh rất là nhiều, rồi hay có những cái ảo tưởng như là cảm thấy là con mình là
nhiều cái vất khó nói lắm đó. Tóm lại là những người mà có cái trạng thái tâm rất là đau khổ, cái thân cũng bệnh hoạn và xung quanh cái môi trường sống là bất như ý rất là nhiều, và người đó sao cũng không có biết cái chánh kiến và chánh tư duy để làm những cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh định, chánh niệm là hoàn toàn không có. Cho nên người đó thường làm 10 cái nghiệp ác. 10 cái nghiệp ác là những điều không lợi cho mình mà cũng không lợi cho người, và sống trong đau khổ thì sao ạ? Khi thân hoại mạng chung cũng phải sinh vào cõi xấu, nghĩa là hiện tại đang sống khổ và tương lai cũng khổ. Tương lai là khi cái thân hoại mạng chung này rồi, mình cũng không sanh được cảnh giới an lành, mà thậm chí mình sanh vào cái cảnh giới mà khổ cảnh hơn, trong một cái khổ cảnh hơn. Như thuốc đã đắng mà lại độc, câu này ở trong kinh Phật ha. Như thuốc đã đắng mà lại độc, thay vì người ta nói thuốc đắng giả tật, ví dụ mình chịu cái cơn đắng đó nhưng mình hết cái bệnh ha, nó chữa được cho bệnh nhưng mình không nói. Cái thuốc này là cái thuốc mà uống vô đã có vị đắng rồi mà lại còn uống thuốc độc nữa. Mình có thấy Đức Phật ví tam độc là gì không ạ? Tham sân si đó. Tức là mình giận lên là mình mang cái độc tố trong người mình, mình phóng cái độc tố đó ra bên ngoài để cho cả vũ trụ và những người xung quanh là bị nhiễm độc giống mình luôn. Mình độc, mình cũng tự nhiễm độc, mình chết, mà đối phương cũng bị vì mình mà cũng bị lãnh quả báo luôn. Đó. Vậy thì cái trường hợp này đó là thuốc đắng mà còn độc nữa thì làm chết cái người uống. Hiểu thấy Đức Phật mô tả kinh khủng không? Chúng ta thấy là mình tới đây mà người nào mà còn nghe được tới cái đoạn này là còn có duyên, hữu duyên mà nghe tới đây thì thấy mình rất là may mắn. Tại vì ít ra mình có chánh kiến, mình nghe, mình nhận được những lời Phật dạy này, mình thấy mình may mắn là mình không rơi vào cái cảnh này. Tức là hiện tại có thể là mình đang khổ, nhưng mà mình có cái chánh kiến, mình sửa đổi cái hành động, cái tư duy, cái lời nói của mình cho nó đúng đắn thì tương lai mình không có rơi vào khổ cảnh nữa. Còn người mà không biết mình đang đi trên con đường gai nhọn á, mà tiếp tục đi vào cái con đường gai nhọn hầm hố đó, là nói theo cái kiểu ngôn ngữ thời hiện đại tuổi teen bây giờ là sao, tự đào hố chôn mình, đúng không? Biết phía trước là có một cái hố hiểm sâu rồi còn không chịu né qua, mà còn lấy cái đồ xúc cho nó sâu thêm, rồi mình tự nhảy xuống hố luôn đó, tự đào hố mà tự chôn mình, là uống thuốc độc mà còn uống thuốc đắng nữa, thì tự mình làm hại mình. Chờ quý vị chú ý cái này để mà đừng có tạo nghiệp ác ha. Những người mà làm ác mà không biết mình đang làm ác là đúng là rơi vào cái trạng thái này. Trường hợp thứ hai đó là sao? Hiện tại vui nhưng mà tương lai khổ. Cái này là phải hết sức cẩn trọng nè quý vị. Cô nhìn thấy cái này rất nhiều. Tức là hiện tại vui là sao? Do cái quả báo, cái nhân lành từ nhiều kiếp trước mình tạo rồi, bây giờ nó trổ quả ra, cho nên mình sống không có làm phước làm thiện, không giữ giới gì hết, nhưng mà do cái nhân lành mình đã tạo trước rồi, bây giờ nó đang trổ quả, cho nên mình thấy cuộc đời mình không có cái gì không như ý mình hết á. Nghĩa là tiền bạc mình cũng có nè, sức khỏe mình cũng có nè, muốn gì cũng được đó nè, mọi người xung quanh là cũng ok với mình nè, là mình sống rất là vui. Nhưng mà tương lai khổ là sao? Bởi vì mình đang làm nghiệp 10 nghiệp ác trong cái tâm trạng hân hoan. Hồi nãy cô nói là làm nghiệp ác trong tâm trạng đau khổ đúng không? Tức là thân mình chứa độc tham sân si, mình dằn vặt, mình tự khổ mình. Nhưng còn cái người này là sao ạ? Họ đang vui mà, họ không khổ. Nghĩa là họ hưởng thụ dục lạc, họ có đầy đủ sự mong muốn của họ, họ hân hoan làm ác. Nghĩa là mình có tiền mà, quý vị có thể thấy những người này đúng không? Tôi làm tôi có tiền mà, tôi có trộm cướp bóc của ai đâu. Nhưng mà cái việc làm mà ra tiền của họ là không có chánh mạng. Ví dụ như cô nói đâm thuê chém mướn, cho vay nặng lãi, hoặc là lừa gạt, lừa đảo thế này thế kia, có tiền không? Cũng rất có tiền nhé, rất có tiền. Có tiền đó rồi thì họ ăn xài phung phí nè, đi đánh bài nè, đi mua đồ xa xỉ nè, làm nhiều cái chuyện mà phí phạm khác. Nhưng mà họ hân hoan không? Họ vui chứ, họ thấy là mình hơn người chứ. Cô thấy có nhiều người kiểu mà có tiền rồi á, bắt đầu đi nước ngoài nha, vung tay rất là quá tráng, sắm sửa thoải mái, kiểu là ta đây xứng đáng được hưởng thụ như vậy mà, bởi vì mình có năng lực mình tạo ra tiền. Thì tức là làm nghiệp ác trong cái hân hoan, sát sanh hại vật, tìm mua những cái món ăn nào mà độc lạ chẳng hạn, rồi thấy người nào vừa ý mình là bỏ tiền ra để mà sao ạ? Biến cái người đó thành của mình, trong khi người ta có thể là có người yêu, có chồng, có gia đình khác chẳng hạn. Rồi hoặc là mình sao, mình nói dối, mình trộm cắp, mình uống rượu, mình vân vân, nhiều cái thứ mà trụy lạc khác. Tức là mình làm ác mà trong cái tâm trạng rất là hân hoan. Vậy thì hiện tại mình đang sướng không? Sướng. Cái dục lạc nó có cái vị ngọt, cô giảng cái này ở trong bài Thiểu Dục Tri Túc rồi đúng không? Nếu mà năm cái thứ lạc ở trên đời mà nó hoàn toàn là nó đắng ngắt thì không ai tham. Nhưng mà nó có cái vị mật ngọt ở trong đó chứ, mình phải thích mình mới muốn chứ đúng không? Quý vị hay nói câu đơn giản là sao ạ? Yêu là khổ mà không yêu là lỗ, đúng không?
Có nghĩa là sao? Biết yêu là có thất tình, biết yêu là có khổ, nhưng mà muốn yêu không? Vẫn yêu. Tại vì cái yêu đó cũng có cái vui của cái yêu, cho nên mới muốn yêu, phải không ạ? Tương tự như vậy. Cho nên là mình nó giống như Đức Phật ví dụ như là mình le lưỡi liếm cái giọt mật ở trên cây kiếm á, thì mật á thì cũng có ngọt thiệt, nhưng mà cái kết quả là sao? Đứt lưỡi. Tương tự như vậy, khi mình hưởng thụ dục lạc, mình làm ác như vậy trong cái tâm trạng hân hoan thì sao? Khi chết mình đọa vào cõi dữ, nghĩa là tương lai nó khổ. Như thuốc độc bỏ vào cái đồ uống ngon ngọt, mình thấy thức Đức Phật ví dụ rất là giản dị dễ hiểu mà rất là hình tượng, đúng không? Thuốc độc nhưng mà hồi nãy đắng, còn này không có đắng. Thuốc độc mà bỏ vô cái đồ uống ngọt như siro vậy, uống ngon lắm. Ở đây mình có gì? Coca-Cola cũng độc nè. Mấy cái đồ uống nước ngọt có ga nè, phải không? Mình uống càng nhiều mình càng dễ sanh bệnh, tiểu đường, đủ thứ bệnh hết. Nhưng mà có thích uống không? Thích. Con nít là nó mê mấy cái đồ ngọt lắm. Vậy đó, thì đây là cái đồ thuốc độc mà bỏ vào đồ uống ngon ngọt, vậy có chết không? Dạ, uống thì ngon thiệt, uống thì khoái cái lưỡi thiệt, nhưng mà chết là chết nha, độc là vẫn chết. Vậy thì cái trường hợp này là cô thấy là rất nhiều vị, nhất là cô qua Hàn Quốc hoặc là các nước mà có kinh nền kinh tế phát triển, thì sao ạ? Đời sống vật chất nó rất là thoải mái. Đời sống vật chất rất là thoải mái, chứng tỏ là sao? Là mình có đầy đủ cái phước báu, phước vật trong đời này mình hưởng. Nhưng mà nếu như mà mình không biết làm cho nó đúng đắn, chánh hạnh lên, thì là tương lai mình sẽ khổ thú, đọa cảnh ha. Rồi, trường hợp thứ ba đó là hiện tại khổ và tương lai vui. Tức là trường hợp những người từ bỏ 10 nghiệp ác với tâm trạng đau khổ. Này nghe rất là kỹ mà rất là thú vị quý vị. Tức là hiện tại này thì mình khổ, tức là mình đang sống khổ thiệt. Ví dụ mình thiếu tiền, thiếu bạc, hoặc là mình không có đầy đủ những cái gì mà mình mong cầu. Nhưng mà mình ráng, mình giữ. Tức là mình biết đó là mình đang mình rất là muốn ăn ngon. Ví dụ như vậy, mình thèm ăn cái món đó lắm, mình rất thích ăn tiết canh. Nhưng mà mình được học nhân quả rồi, bây giờ mình biết là mình cắt cổ nó, mình lấy cái tiết đó ra là mình sẽ sát sanh hại vật, nên mình kiềm chế mình không ăn. Nhưng mà mình có hoàn toàn xả bỏ được không? Không, mình vẫn cứ ngày đêm cũng nghĩ đến cái đó, hoặc là mình rất là muốn tham cái món đó, nhưng mà mình không dám lấy, mình không dám trộm cắp để mình giữ cái giới, nhưng mà trong lòng mình không bỏ được cái tâm tham đó, mình vẫn rất tham. Thì cái trường hợp này là cái người này từ bỏ 10 nghiệp ác, nhưng mà gì ạ? Với cái tâm trạng rất là đau khổ, cái tâm trạng không có vui, là bị giống như bị cưỡng chế tu. Để đây cô nói rộng ra thêm một cái ví dụ rất là hay ở trong văn hóa dân gian Hàn Quốc, văn học Hàn Quốc. Người ta hay có văn học Phật giáo Hàn Quốc thì người ta hay có cái ví dụ đó là tứ mã dụ, tức là bốn cái ví dụ về con ngựa. Quý vị mà học tiếng Hàn á, mà đọc về các cái kinh Phật tiếng Hàn, hoặc là vào từ điển bách khoa về Phật học của tiếng Hàn in Encyclopedia mà nó bằng KO á, nó bằng tiếng Hàn trước á, thì sẽ có cái bốn ví dụ về con ngựa này hay lắm. Tức là con ngựa đầu tiên là giống như là cái ở trong văn học Phật giáo Hàn Quốc thì nó có cái gọi là tứ mã dụ, tức là thứ nhất là cái loại ngựa, cái này nó bằng nguyên bản tiếng Hàn ha. Sư cô dịch ra tiếng Việt cho quý vị dễ hiểu. Đó là thứ nhất là loài ngựa chỉ nhìn thấy cái bóng roi thôi là giật mình rồi, tức là không có đánh nó thấy cái bóng roi qua thôi nó giật mình, giống như cái người mà giật mình khi cái nghe tin của cái người làng bên chết, nghe hiểu không ạ? Ví dụ rất là giàu hình tượng, phải không? Cái người làng bên chết thôi nghe tin là đã giật mình, nghĩ đến vô thường liền. Như cái con ngựa mà thấy bóng roi nó giật mình. Cái loại ngựa thứ hai là roi mới lướt trên cái lông thôi đã giật mình, nghĩa là vẫn chưa đánh nhé, cái roi nó lướt qua cái lớp lông thôi nó đã giật mình, giống như cái người giật mình khi biết tin cái người cùng làng chết, tức là nhận thức được cái vô thường đó, là ngay khi người cùng làng chết là nhận thức được. Cái loại ngựa thứ ba tức là giật mình khi roi mới cái lướt chạm vào da, tức là thật sự là không đánh lên nó mà lướt vào cái lớp da của nó thôi nó đã giật mình, giống như người gì ạ? Giống như người giật mình khi hay tin người thân qua đời, nghĩa là bắt đầu chạm tới da mình rồi đó, người thân qua đời là đồng nghĩa lúc đó mình nhận ra được cái vô thường liền. Cái loài ngựa thứ tư đó là loài ngựa chỉ giật mình khi roi quất mình đau thấu xương thôi, tức là quất một phát thiệt là thấu xương, thấu da, thấu thịt nó mới giật mình. Loại này là quá là trì độn, quá là lì lợm, đúng không ạ? Giống như cái người gì ạ? Giống như người chỉ thức tỉnh, chỉ sợ hãi khi chính bản thân mình lâm trọng bệnh. Đây là một cái ví dụ gọi là tứ mã dụ rất là nổi tiếng ở trong cái văn học Phật giáo Hàn Quốc mà bằng tiếng Hàn, để giải thích cho mình nghe về cái nhận thức được
vô thường, tức là nhận thức được bản chất của các pháp một cách nhanh nhạy hay là trì độn của bốn hạng người đó. Thì tương tự cô ứng với lại cái trường hợp thứ ba cô đang nói đây, đó là hiện tại khổ và tương lai vui. Tức là sao ạ? Cái trường hợp cái người này từ bỏ mọi nghiệp ác nhưng mà sao cái tâm không có hân hoan gì hết, như là bị cưỡng chế vậy đó, như là bị mà roi nó quất đến da mình rồi, mình thấy sợ quá rồi, cho nên mình phải hạn chế cái ác nghiệp lại, chứ không phải là từ cái tâm chuyển hóa của mình mà muốn làm lành lánh dữ hoàn toàn. Quý vị hiểu không ạ? Tức là biết làm lành đó, cũng chưa biết làm lành mấy, nhưng mà biết sợ địa ngục, biết sợ nhân quả, biết sợ cái quả báo xấu, cho nên cố gắng nỗ lực kiềm chế để mà làm chủ được những cái tập khí của mình. Đó, trường hợp này là rơi vào trường hợp đây, tức là hiện tại này sống không có thoải mái được, không có vui được, không có thấy hân hoan trong các cái pháp thiện lành mình đang giữ. Nhưng mà sao? Khi thân hoại mạng chung là được sanh cõi lành, tại vì nhờ cái công đức giữ giới suốt một cái đời sống rất là thiện lành đó, thì khi người ta thân hoại mạng chung sẽ được sanh vào cõi lành. Giống như sao ạ? Cái trường hợp này là thuốc đắng giả tật. Dạ đúng rồi. Hai trường hợp kia chúng ta, cô rất là thích đọc kinh Phật là bởi vì nó giàu cái hình ảnh ẩn dụ, nó rất là đa tầng đa nghĩa. Giống như Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa Phẩm Dược Thảo Dụ đó, cùng một cái lời pháp nhưng mà người này thấm được mỗi tầng khác nhau do cái căn cơ khác nhau, như là một cái cơn mưa xuống đều nhau không khác, nhưng mà cỏ cây nhỏ thì thấm ít, cỏ cây lớn thì đại thụ thì thấm được nhiều. Tương tự như vậy, chúng ta thấy những cái lời dạy của Đức Phật trong kinh đó, giàu hình ảnh ẩn dụ đa tầng nghĩa, mình hiểu ở cái tầng mực nào mình đều có một cái niềm vui và thấm được cái lời pháp, đúng không ạ? Hồi nãy cái đầu tiên Đức Phật so sánh như là uống thuốc đắng mà còn có độc chết người không? Vừa chết mà vừa khổ. Cái trường hợp thứ hai đó là uống thuốc độc nhưng mà bỏ trong cái đồ ngọt thì uống thỏa mãn được cái lúc đó, nhưng kết quả sao? Vẫn chết người như thường. Trường hợp thứ ba này là uống thuốc đắng mà giả tật nè, tức là không có thích vui mấy khi mà uống thuốc đâu, nhưng mà vì bệnh phải uống thuốc để chữa lành thì đây là có hiệu quả. Thì cái người sao ạ? Không có làm 10 điều ác nhưng mà không có vui, không có thấy vui khi giữ giới. Thì trường hợp này có hết bệnh không? Hết bệnh, nhưng mà hiện tại thì không vui. Về trường hợp cuối cùng là hiện tại vui và tương lai cũng vui. Đây là cái trường hợp mà người từ bỏ được 10 cái nghiệp ác với tâm trạng hân hoan. Như cô nói cái dạng này là cái dạng mà thuần luôn rồi đó. Thấy cái bóng roi qua là giật mình, thấy cái người làng bên chết thôi mà đã nhận thức được vô thường. Khi thấy thân này vô thường, các pháp vô thường, không có cái gì là thật ta hay là thật của ta, vậy thì còn chấp mắc nữa không? Vậy còn sân si đố kỵ, tham sân ghét ganh gì nữa không? Không, đúng không? Chính vì cái không này thì sao ạ? Ngay cái chỗ này mình tự nhiên mình phát khởi cái gì ạ? Phát khởi cái tâm thật sự muốn chuyển hóa và làm lành. Ví dụ mình nghe tiếng cắt cổ của các loài động vật, mình nghe cái sự kêu than khóc liệt của chúng sanh khi mà nó đứng trước cái sanh tử, hoặc quý vị mà cầm một cái sâu ớt lên mà đính lột da, nó chắp hai cái tay lại nó xá. Hoặc quý vị nhìn thấy những cái dòng nước mắt của con bò hay con heo mà trên đường nó bị đưa ra thọc huyết mà nó chảy nước mắt như vậy, quý vị xót, quý vị thương, thương mà thương từ trong tim mà thương ra, nghĩ là chúng sanh này đời nào kiếp khác có thể là bà con quyến thuộc thân bằng của mình không chừng, nhưng mà do cái dư báo nghiệp như nào đó bây giờ tái sanh làm cái động vật như vậy, rồi mình ăn nấu nhai giết xào chiên làm mọi thứ cho thỏa mãn cái vị giác của mình trên cái nỗi đau và sự mất mạng của người khác, mình không đành lòng, mình không nhẫn tâm, thì mình tự không có muốn ăn cái đó nữa. Tức là mình giữ giới trong gì ạ? Mình làm lành trong gì ạ? Tâm trạng hân hoan. Hoặc quý vị cũng làm cực khổ mới có tiền, nhưng quý vị hiểu được cái giá trị của cái sự cho đi, biết được những người khác còn khổ sở hơn mình, còn khó khăn hơn mình gấp vạn lần, còn lâm vào hoàn cảnh bế tắc ngặt nghèo hơn mình nhiều lắm, cho nên mình sẵn sàng chia sẻ. Mình chia sẻ như vậy với cái tâm rất là hoan hỷ, là với cái sự giúp đỡ này của mình, thêm một hoặc nhiều mảnh đời được trợ duyên đúng lúc. Điều này nó có ý nghĩa vô cùng. Vậy quý vị làm phước trong cái sự hân hoan, chứ không phải là không có muốn cho, nhưng mà tại vì muốn tạo phước để không có muốn nghèo nên mình phải ráng mà mình bấm bụng mình cho. Không phải dạng này. Cái dạng mà mình hoan hỷ, mình vui vẻ, mình không mua cái đồ sản phẩm xa xỉ, mình không đi du lịch quá là hoang phí, mà mình nhín ra để mình làm chuyện tốt đẹp, thì điều này rất là quý. Vừa rồi chúng ta thấy Sài Gòn trải qua một cái trận đại dịch năm 2021, có thể phải nói rằng không bao giờ quên được trong ký ức tất cả người dân, người con dân miền Nam, mà cho dù là thậm chí không ở miền Nam đi chăng nữa mà đồng cảm với cái nỗi khổ niềm đau của đồng bào dân tộc mình, cũng không thể quên được cái năm 2021, đúng không quý vị?
Biết bao nhiêu bà con đồng bào của mình đã nằm xuống, có những cái chết rất là tức tưởi. Và chúng ta thấy trong cái bối cảnh chưa bao giờ có cái cuộc di dân mà nó khắc nghiệt, mà nó nghẹn ngào đến cái mức độ đó, mà làn sóng những người mà bồng bế nhau rồi mang cả chó cả mèo, đi bộ, đi xe đạp, đi xe máy cả ngàn km để phải hồi hương trong cái cuộc di dân biến loạn như vậy. Thì có những người cũng đâu có giàu có gì đâu, nhưng mà họ sẵn sàng ra đường, ra các cái trạm để họ ứng cứu. Người thì cho xe đạp, người cho xe máy, người cho tiền, người cho chai nước, người cho cái bánh, đúng không ạ? Mỗi lần nhắc lại cô đều thấy rất là thương. Đây là cái tình người. Cái tình người sâu xa, cái điều này nó xuất phát từ cái gì ạ? Cái tâm muốn cho, cái sự muốn giúp, cái lòng mà cảm, cái từ bi sâu xa. Đây là cái tâm từ và có cả tâm bi nữa. Tâm thương và tâm bi là tâm muốn biến hóa thành hành động để cứu giúp. Nó rất là đẹp. Hôm qua có một chị đến chúc Tết sư cô quý vị. Chị này qua đây lấy chồng Hàn, rất là dễ thương luôn, mà cũng đi làm cực khổ lắm, chứ không phải là giàu sang sung sướng gì. Gia đình cũng nhiều con, chị cũng có mấy đứa con là nuôi mấy đứa nhỏ đi học, mà cả một năm trời dành dụm cho hai vợ chồng để được cái sổ tiết kiệm 10 triệu won đó. 10 triệu won thì chắc khoảng 210 triệu tiền Việt á. Suốt một năm cắt ca cắt cụm vậy để dành, rồi cuối năm là hai vợ chồng thống nhất là rút ra cái sổ tiết kiệm đó và đưa toàn bộ để cúng dường cho cái quỹ xây chùa của mình. Tại biết đạo tràng khó khăn quá, sau cái Tết này chuẩn bị Tết xong thì quỹ đạo tràng cũng không còn quá được 100.000 won nữa. Cho nên là chùa thì khó khăn, mà quỹ tu học thì cũng không còn, thì anh chị là quyết định là cúng dường. Mà cúng dường như vậy xong rồi cô cũng rất là áy náy, thì nhận tiền mà rất là áy náy, thì cô cũng có nói chị là thôi, thay vì là mình mà có pháp nhân thì mình có thể chứng minh hoàn thuế cho anh chị, mà năm nay thì mình chưa có làm pháp nhân xong á, năm sau mình mới làm, thì coi như cái tiền mà làm chứng nhận hoàn thuế cho anh chị mà chưa làm được á, thì cho cô với đạo tràng gửi lại tiền chút tiền mặt để coi như cho gia đình, cũng riêng gia đình cũng mừng gia đình ăn Tết, mà chị không có cầm. Rồi chỉ tất tả mấy mẹ con đi từ rất là xa. Tại vì quý vị biết là ở Hàn Quốc này, đặc biệt là 30 với mùng 1 Tết đó, là các cô dâu mà lấy chồng Hàn là không có được về chùa đâu. Lý do là ở nhà mà phải cúng bái, ở nhà cúng dữ lắm, cúng xong lắm, cúng hết rồi mới được đến chùa. Thì ba mẹ con tranh thủ rồi đến trước một ngày để hôm nay 30 Tết mà về nhà mà cúng được cho gia đình. Thế trước khi chị về mà chị cũng còn ráng nhét lại cho cô một cái phong bì để phụ vô tiền cơm nước tổ chức khóa tu. Mà cô không có nở cầm luôn á quý vị, mà chị cứ nói cô là cô ơi, đây là tâm nguyện của con, cô với đạo tràng đã giúp cho tụi con. Và chị rất là xúc động, chị rất là mừng khi mà cái tâm nguyện của chị đã hoàn thành. Đối với chị thật sự sâu xa thì chị không có nghĩ là tiền tiết kiệm của cả gia đình mình trong suốt một năm trời là mình không được dùng một chút gì hết. Nhưng mà chị lại nghĩ là cái tâm nguyện của cả gia đình chị đã hoàn thành rồi. Tại vì cả gia đình đồng lòng từ vợ, từ chồng cho tới các con, đồng lòng là dốc lòng vô một cái đại cuộc, đó là vì cái sự hoàn truyền Phật Pháp ở đây, cho cái lợi lạc lớn cho bà con cộng đồng. Cho nên chị rất là hoan hỷ. Chị mừng mà chị rớt nước mắt. Nên chúng ta thấy là cái gì ạ? Hân hoan trong cái lúc mình làm việc. Mình nghĩ ngược lại thì mình không bao giờ dám bỏ một cái số tiền lớn như vậy. Thế ai mà qua đây mà không phải lo kinh tế gia đình, đúng không quý vị? Qua mà tha hương xa xứ làm việc thì ai cũng như ai thôi. Cô trước đây cũng vậy thôi. Thì mình cũng phải vun vén mái ấm gia đình mình trước. Mình mới nghĩ đến đại cuộc sau. Nhưng mà đối với những người mà họ hân hoan làm lành làm thiện vậy đó. Có mua đồ mới Tết hay không? Không cần. Chỉ nói với cô luôn đó. Trước đây là con rất là khoái sắm đồ Tết cô. Con khoái sắm đồ lắm. Con khoái mua đồ lắm. Quần áo bận không có hết. Nhưng mà từ ngày mà con biết đạo, biết tu thì sao ạ? Cái tiền sắm đó con bớt lại. Và con để dành để làm những cái việc có ý nghĩa hơn. Ở đây chúng ta thấy là sao ạ? Hân hoan trong cái việc làm lành thì hiện tại vui và đời sau vui. Với cái công đức làm lành mà trọn phần, mà hoan hỷ trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm thì sao? Chắc chắn rằng khi mà tái sanh, ngay đời này mình đã thấy hân hoan rồi, ngay đời này mình đã thấy rất vui rồi, và khi mà thân hoại mạng chung mình sanh vào cái cõi giới an lành, phải không? Vậy thì ở đây kết thúc cái bài kinh này, ở đây có cái pháp số đó là 4 pháp hành và 10 ác nghiệp. 4 pháp hành thì cái bài kinh này nó thuộc về bài kinh tiểu
Bài kinh này là đại pháp hành, còn bài kinh tiểu pháp hành thì bài kinh tiểu pháp hành này sư cô sẽ giảng một bài nữa trong kinh Trung Bộ, cho nên mình không cần phải giảng pháp số ở đây. Còn cái 10 ác nghiệp thì cũng có thuộc cái bài kinh số 9 của kinh Trung Bộ. Nếu có thời gian thì cô sẽ giảng bài kinh này phù hợp với cái chủ đề mình chọn ra trong 25 chủ đề của mình ha. Cho nên là cái bài kinh này nó cũng ngắn, mình có thể dừng lại ở đây. Ở đây cô giảng sơ qua về cái nội dung của kinh Trung Bộ, còn cái phần mà kệ tụng thì quý vị tự đọc tham khảo ha. Cô giảng rộng thêm hôm trước sau bài học thì có vị hỏi cô, có vị đặt câu hỏi đó là con không có hiểu về cái ước nguyện, cầu nguyện, thệ nguyện, hoằng nguyện và phát nguyện là như nào. Tức là không có hiểu được. Thật ra là những cái từ mà thuộc cái từ ngữ Phật học này đó quý vị có thể tra trên cái Phật học từ điển. Bây giờ có những cái bộ Phật học đại từ điển mà upload online đó, quý vị có thể tìm đọc rất là dễ dàng. Ở đây không có còn thời gian nữa thì cô giải thích đó là cái ước nguyện và cái cầu nguyện thì có thể là các cái tôn giáo khác cũng có, những người bình thường cũng có, ai cũng có ước nguyện. Cái từ ngữ này là cái danh từ phải nói là phổ thông luôn chứ không phải danh từ Phật học, thì mình chỉ cần search cái định nghĩa thì mình có thể hiểu là người ta định nghĩa cái từ này như nào. Cô chủ yếu nói về ba cái từ sau mà đạo hữu này hỏi, đó là thệ nguyện, hoằng nguyện và phát nguyện. Ba cái yếu tố này thì Phật giáo nhấn mạnh nhiều hơn. Nhắc lại ha, phát nguyện, hoằng nguyện và thệ nguyện, cái này là trong Phật giáo nhấn mạnh nhiều hơn. Tức là ở cái phát nguyện và cái hoằng nguyện này nó đa phần nó không có phục vụ cho cái lợi cái tự ngã của mình, mà nó không có phục vụ cái bản ngã, cái vị kỷ, mà nó mong muốn cho tha nhân nhiều hơn. Hiểu không ạ? Trong cái nội hàm cái chữ phát nguyện hay là hoằng nguyện hay là thệ nguyện, nó đã bao gồm cái gì, cái vị tha, cái lợi tha, chứ nó không có vị kỷ nữa. Tức là vì đại cuộc, vì nhân sanh, vì sanh chúng. Cái tha nhân này nó bao gồm cả người thân, người thương, bà con quyến thuộc của mình, cũng như người mình không hề quen biết, đúng không ạ? Như là mình thấy trong kinh hay có mấy câu là địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề đó, đây cũng là một dạng thệ nguyện nè. Hoặc là 10 nguyện của Phổ Hiền, thập nguyện, đúng không ạ? Hoặc là mình phát nguyện. Phát nguyện là mình khởi một cái phát gì đây. Thông thường mình khởi cái phát, có ai muốn khởi phát cho con thiệt là thành đại gia không? Không có. Mình khởi phát nguyện một cái gì đó là một cái tâm lượng rộng lớn, muốn trang trải cho sanh chúng, cho quần sanh. Giống như Đức Phật của mình khi mà xuất gia tầm đạo thì Ngài sao? Ngài cũng phát nguyện đúng không? Ngài ngồi dưới cây Bồ Đề 49 ngày đêm, Ngài cũng có cái gì? Cái thệ nguyện của Ngài là nếu ta không giác ngộ được, ta không rời khỏi cái gốc cây này mà. Rồi xong Ngài có cái hoằng nguyện không? Cái hoằng nguyện của Ngài, chính nhờ cái hoằng nguyện này mà Ngài có thể 49 năm trời đi chân trần khắp từ phương xứ này qua quốc độ nọ, không dừng lại ở một bước, cho tới cái hơi thở cuối cùng, cho tới cái địa điểm Ngài nhập Niết Bàn, Ngài cũng chọn đi đến nơi mà mình có thể độ được cái người đệ tử cuối cùng, và cái xá lợi của mình để lại có thể gây lợi lạc cho những người mà phụng trì tôn thờ xá lợi, chứ không gây tranh cãi. Cái bậc đại giác chánh nhân đó, cho tới bước chân và hơi thở cuối cùng cũng là vì cái đại nguyện, cái hoằng pháp độ sanh. Cho nên cái chữ thệ nguyện, hoằng nguyện và phát nguyện này nó liên quan đến Phật giáo nhiều hơn. Cô nói thêm cái yếu tố mà mang tính vị tha ở đây.